Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á, mình quay bà con xem về cái vườn bơ bút 2 năm tuổi của anh Thành ở huyện Cromano, tỉnh Đắk Nông. Thì đây là anh, vườn của anh á, trồng nói chung là rất là đẹp. Cây bơ bút của anh mới có 2 năm tuổi á, thì anh chăm sóc và chế độ bón phân của anh á, thì nói chung là cây của anh mới 2 năm tuổi mà rất là khỏe. Thì nhìn từ xa vào á, thì bà con nghĩ cái bơ bút này có thể là 3 năm. Thì mình quay toàn bộ cái vườn bơ bút cho này á, cho con xem. Thì mình đến đây là ngày 27 tháng 6 2018 á, mình thăm vườn của anh Thành, thì mình hướng dẫn cho anh về công tác tỉa cành tạo tán luôn, có nghĩa là vừa tạo tán vừa tỉa cành cho cái năm 3 anh sẽ thu bói một ít cái bơ bút cho có trái. Thì ở trong vườn của anh nó một số cây nó đã có trái rồi, nhưng năm vừa rồi 2018 á, thì nó bị mưa và hư hoa rất là nhiều. Anh cũng áp dụng vào kỹ thuật, thì năm nay 2019 á, tháng 10 tới á, thì anh sẽ áp dụng phương pháp là xử lý ra hoa sớm và đậu trái sớm. Thì hôm nay bên trái cây thêm mùa lắc á, thì mình đến quay thăm vườn của anh mà quay cho con xem về toàn bộ cái mô hình vườn của anh Thành. Thì với vườn bơ bút này á, thật sự là cái công việc chăm sóc và vườn của anh nó rất là thông thoáng, sạch sẽ và đẹp. Hệ thống kênh nước nói chung là rất là đầy đủ hết. Bơ của anh rất là xanh và không có sâu bệnh gì hết. Nó đây thăm vườn, đất nói chung là về mỗi cái mô hình, mỗi vùng á, thì bà con chúng ta có những cái mô hình trồng bơ bút khác nhau. Thì với vườn của anh Thành á, anh thuộc vào cái vùng đất đó là đất ruộng, đất đồng bằng, thì xung quanh là đất đồi hết. Thì cái anh có trồng hệ thống kênh nước của anh rất là đầy đủ, chống ngập úng hết, đầy đủ hết. Thì mương anh có dùng máy múc đào, tất cả cứ hàng cách hàng á, thì anh làm một cái mương để vào mùa mưa á, nước nó không bị ngập úng đó. Nhưng mà con xem á, mình sẽ quay hết vườn bơ bút này cho con xem về công tác thăm vườn của bà con nông dân của chúng ta ở Cromano. Thì đất cũng rất là bằng, thì mình cũng khuyên bà con á, thì vào công tác mùa mưa á, thì bà con nên thứ nhất á, là làm cành thông thoáng nè, thứ hai nữa là kênh mương thoát nước đầy đủ nè, để tránh tình trạng mà ngập úng rồi gây hiện tượng là thối rễ, cây nó sẽ vàng lá và chết đi. Đó là nhiều bệnh, nói chung là tất cả các vườn bơ chúng ta á, vào mùa mưa có rất nhiều bệnh, nên mình cũng khuyến cáo bà con á, là công tác phòng bệnh chăm sóc cây nó đầy đủ hơn. Thì đối với những vườn bơ mà 2 năm á, mình cũng hướng dẫn bà con về công tác tạo tán luôn. Vì với 2 năm á, thì mình khuyên bà con nên tạo tán luôn, để cho đến với năm 3, năm 4 chúng ta công tác mà tạo tán sẽ khỏe hơn và đỡ tốn nhân công hơn. Về cây bơ bút này bà con quay bà con xem á, cũng có trái rất là nhiều rồi đó. Thì anh cũng chia sẻ thì số cây nó cũng có trái, đắc đác vài trái, cây cũng được 10-20 quả. Thì anh cũng muốn làm cành, chăm sóc cây cho tới năm 2019 hiệu quả hơn. Thì đây là vào tháng 6 rồi, thì mình cũng còn tới 4 đến 5 tháng nữa thì mới vào công tác là phân hóa mầm hoa cho năm 2019 á. Thì mình cũng hướng dẫn anh Thành một số cây, hướng dẫn anh là tỉa cành tạo tán cho năm 2019. Thì cái việc mà tỉa cành tạo tán với cây bơ 2 năm á, thì mình cũng hướng dẫn cho anh tại vườn. Thì ở đây mình cũng không có quay lại, mình chỉ quay toàn bộ về cái vườn bơ bút của anh này để con xem về cái mô hình của anh trồng, nó rất là hiệu quả. Xung quanh đất ruộng hết, thì anh cũng chia sẻ là ở vùng này á, nắng rất là nhiều mà nước thì cũng đầy đủ hết. Thì đối với những cây trồng cây ăn quả của ta, thì mình khuyến cáo bà con là nước khi mà chăm sóc giai đoạn hoa thì nó cần đầy đủ hơn. Nếu không có nước thì khiến cho cái tình trạng nở hoa xả nhụy nó sẽ đạt hiệu quả không cao bằng khi mà chúng ta có nước cung cấp đầy đủ cho cây. Thì cây bơ này rất là lực và khỏe, tán rất là xum xê. Mình quay con xem á, toàn bộ là cái vườn bơ này á. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi tất cả các video bên trái cây theo mùa lắc. Mình luôn luôn quay những video ở từng vùng, từng khu vực khác nhau và những mô hình trồng bơ của bà con nông dân. Vùng đất ruộng, vùng đất đồi, vùng đất dốc, vùng đất cát và vùng đất sỏi. Hầu như là ở vùng nào mình cũng đã hướng dẫn tất cả cho bà con nông dân chúng ta về cái chăm sóc cây bơ bút. Đây thì toàn bộ là vườn, thì bà con cứ xem hết video đi, mình quay hết toàn thể của cái vườn bơ bút của anh này. Nói chung rất thật sự, bơ bút 2 năm rất là đẹp và đều. Xin cảm ơn bà con ạ.